Bây giờ quý vị là tay cờ bạc đi, mà đến nhà quý vị kiếm không gặp thì đi đâu? Vô đâu? À, vô sòng bài. Thấy không? Quý vị là tay nhậu mà kiếm không gặp thì vô đâu? À, vô quán nhậu. Quý vị là người Phật tử mà kiếm không gặp đi đâu? Đi chùa. Như vậy chết có khi nào quý vị nhào vô cái gia đình cờ bạc mà chui vô đó không? Không. Còn bây giờ quý vị cờ bạc có khi nào chui gia đình Phật tử không? Thì sống sao chết vậy? Tôi phục đạo Phật ở chỗ đó. Có ông Phật, ông Diêm Vương nào vô phạt quý vị không? Mà ai phạt quý vị? À, chính mình phạt mình. Như vậy là có địa ngục, có thập điện Diêm Vương không? Có không? Có là sai, mà không là trật. Phải không? Tôi bắt quý vị cầu đạo á, tôi vừa giảng rồi. Thập điện Diêm Vương là có đối với người ác, mà không có đối với quý vị. Phải vậy không? Quý vị có bao giờ mà xuống như địa ngục đâu? Nếu quý vị thật thất vị quý giữ năm giới cho kỹ, tôi bảo đảm không bao giờ xuống địa ngục. Tôi hỏi chứ cái pháp hội quý vị đang ngồi đây với tôi có hay không? Cái chùa Phước Thành này có hay không? Nếu có là sai, mà không có là không có là trật. Phải vậy không? Nó có là có đối với quý vị á. Còn bây giờ có một người Phật, có một người ở ngoài dân bá tánh ở ngoài cách đây chừng trăm thước thôi, mà tối ngày say xỉn tối ngày. Quý vị ở Việt Kiều ở Mỹ về là ghé nhà hỏi: ông ơi, cái chùa Phước Thành ở đâu á? Tôi nghe nói Phật thất tôi kiếm mà tôi không biết đâu, mà ông cách đây chừng trăm thước à. Ông nói tôi không biết à, tối ngày tôi say xỉn không, trời đất không, hỏi mấy người nhậu thì tôi biết. Như vậy cái chùa Phước Thành là có với ông không? Không, không. Còn bây giờ mà người Việt Kiều họ đã đến đây tu 5-7 lần rồi, giờ họ bay về Mỹ. Qua bển hỏi cô đi đâu? Nói đi chùa Phước Thành. Phước Thành ở đâu ha? Thì người Việt Kiều này biết không? Biết. Như vậy là cái chùa Phước Thành này có với người Việt Kiều đó không? À. Như vậy nói có là sai, mà nói không là trật. Chịu không? Như vậy tôi có gạt quý vị không? Không, quý vị hiểu đạo Phật phải hiểu cho đúng như vậy. Thành ra quý vị đừng bao giờ sợ địa ngục, mà đừng bao giờ coi thường địa ngục. Nếu quý vị sống bây giờ địa ngục thì chắc chắn xuống địa ngục thôi. Còn quý vị đi Phật thất là vì giữ năm giới, tôi bảo đảm không bao giờ xuống địa ngục. Hiểu chưa? Vậy bây giờ có sợ địa ngục không? Mà có coi thường địa ngục không? Phải giữ giới. Nếu coi thường không giữ giới là địa ngục hiện tại đấy. Thành ra bây giờ sao thì chết vậy thôi. Thành ra tôi muốn giảng cho quý vị biết mình có giảng sanh hay không. Không phải đợi chết, mà ngay bây giờ đó.